trong bụi lùm á, trong bụi lùm đó, ở kia tay á. Lùm á, trong bụi lùm đó nó ở ở kia tay á.
ngoài luôn đi, vượt ra ngoài luôn. Thôi bây giờ đưa cái ống qua bên kia bơm lại. Đưa. Thất bại luôn cả nhà ơi, hôm nay tát nguyên buổi chiều mà cũng được có hai chục à. Sao rồi, tới đâu đây nhiều không? Lấy thành quả cho bà con coi coi. Thành quả nhiều lắm luôn cả nhà ơi, trứng đậm luôn cả nhà ơi. Trứng đậm luôn. Đó. Ba em. Một buổi chiều hôm nay là tốn tiền mua mồi luôn rồi đó. Hôm nay là lỗ tiền xăng luôn rồi. Bây giờ hành trình tới Hồ Quỳ, bây giờ đi vô cả nhà ơi. Rồi cả nhà đi, đi vô nhà với em luôn nha. Mong anh chị em cô bác nếu mà xem kênh á, Ngọc Thạnh An Giang có hay thì ủng hộ cho em một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Và like mạnh mạnh lên cả nhà ơi. Không ngại lượt view của em nó quá trời, nó yếu thiệu rồi. Rồi á, em không biết bị cái gì mà cái YouTube của em á, nó không được lãnh tiền rồi cả nhà ơi. Đó, đây là chính của em. Đó, rồi đó là người cháu. Này. Hôm nay có con kẹt đi theo xuôi quá. Nay ba bốn người đi mà nay có ba con chuột là không biết sao chia nữa. Nay ngẩn cái đuôi, ngẩn cái đuôi. Ngày hôm nào
cô bác đang xem kênh, nếu thấy kênh em có hay thì ủng hộ cho em một lượt đăng ký kênh nha cả nhà, một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Ngọc Thảo chân thành cảm ơn anh chị em rất là nhiều luôn ạ. Rồi thì thôi, bye bye cả nhà nha. Rồi Ngọc Thảo đi về cả nhà ơi, tới hùa.